Thưa bà con, sau đây là bảng giá tiêu xô các tỉnh ngày hôm nay, ngày Chủ nhật, ngày 21 tháng 8 năm 2022. Thưa tất cả bà con và mọi người, sau đây là bảng giá cà phê, bảng giá tiêu xã hôm nay ngày Chủ nhật tại địa phương của mình là xã Phú Lộc, huyện Krông Năng, Đắk Lắk.